Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến luôn là điểm du lịch cực hấp dẫn. Đến với Hà Nội, bạn sẽ được tham quan nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng cũng như khám phá nền ẩm thực cực kỳ phong phú. Cùng Best Price săn ngay vé máy bay giá rẻ Hồ Chí Minh đi Hà Nội chỉ từ 299k để có chuyến khám phá thủ đô tiết kiệm nhất nhé. Hà Nội thu hút du khách trong và ngoài nước với nhiều điểm đến nổi bật như Hồ Gươm, nhà thờ lớn Hà Nội, Lăng Bác, nhà tù Hỏa Lò với những món ngon hấp dẫn như phở bò, bún đậu mắm tôm, bún chả, bánh tôm Hồ Tây, vân vân. Thời gian lý tưởng mà du khách thường lựa chọn du lịch Hà Nội đó là từ tháng 8 đến tháng 11 hàng năm. Giai đoạn này giá vé thường nằm trong khoảng từ 219.000 đồng đến 1.759.000 đồng một chiều chưa thuế phí. Khi có dự định du lịch Hà Nội từ thành phố Hồ Chí Minh, bạn hãy bỏ túi ngay những bí kíp săn vé máy bay giá rẻ chỉ từ 299k được Best Buy tổng hợp dưới đây nhé. Số 1, săn vé máy bay đi Hà Nội vào mùa du lịch thấp điểm. Mùa thấp điểm tại thủ đô rơi vào các tháng 3, 4, 5 và từ cuối tháng 11 đến giữa tháng 12. Những thời điểm này mức giá tương đối phải chăng, giúp bạn tiết kiệm được kha khá chi phí khi mua vé. Số 2, book vé máy bay trước ngày khởi hành dự định khoảng 2 đến 3 tháng. Mua vé càng sớm, bạn sẽ có nhiều lựa chọn về hãng bay, thời gian bay, vị trí ngồi cũng như tránh được tình trạng cháy vé. Số 3, hãy chủ động cập nhật các chương trình ưu đãi của các hãng hàng không, đăng ký nhận thông báo từ bestprice.vn để cập nhật thông tin một cách nhanh chóng nhất. Số 4, lựa chọn các chuyến bay đêm hoặc sáng sớm vì giá vé tại các khung giờ này sẽ ưu đãi hơn. Bí kíp cuối cùng mà bạn cần lưu ý chính là sử dụng chức năng săn vé máy bay giá rẻ tại bestprice.vn. Ngay sau đây, hãy cùng khám phá chức năng săn vé giá rẻ Hồ Chí Minh đi Hà Nội của bestprice.vn nhé. Đầu tiên, bạn truy cập vào website bestprice.vn và chọn dịch vụ vé máy bay. Sau đó, điền thông tin vào các ô trên màn hình để tìm kiếm vé. Cụ thể, bạn chọn điểm đi là Hồ Chí Minh, điểm đến là Hà Nội, chọn thời gian bay mong muốn và số lượng hành khách, nhấp tính năng tìm vé rẻ nhất và bấm tìm chuyến bay. Ngay sau đó, hệ thống sẽ hiển thị bảng vé Hồ Chí Minh đi Hà Nội giá rẻ theo tháng. Để thay đổi thông tin tìm kiếm, bạn hãy kéo lên phía trên hoặc lọc hãng. Lọc thời gian bay bằng các ô tương ứng ở góc trên bên phải bảng giá. Click chọn ngày bay có giá vé rẻ nhất phù hợp với mong muốn của bạn, rồi nhấp chọn tôi muốn mua vé này. Ta-da! Tấm vé Hồ Chí Minh đi Hà Nội giá chỉ 299k của bạn đã hiện ra rồi đây. Bạn click vào giá vé để xem tổng giá đã bao gồm thuế phí. Nhấp vào chi tiết vé để xem thêm các thông tin về điều kiện hoàn, hủy, thay đổi vé cũng như quy định về hành lý. Ấn tiếp tục và điền thông tin hành khách, thông tin liên hệ vào các ô được đánh dấu sao trên màn hình. Nhập mã giảm giá nếu có và click tiếp tục. Tiếp theo, bạn lựa chọn một hình thức thanh toán phù hợp rồi kéo xuống bên dưới tích vào ô. Tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện về đặt dịch vụ trên website của Best Price. Sau đó, bấm tiếp tục để hoàn tất quy trình đặt vé. Cuối cùng, việc của bạn chỉ là đợi một cuộc gọi xác nhận của Best Price và tiến hành thanh toán là xong. Quy trình săn vé máy bay Sài Gòn đi Hà Nội giá trị từ 299k tại Best Price thật dễ dàng đúng không nào? Vậy nên, còn chần chờ gì mà bạn không săn vé giá rẻ Hồ Chí Minh đi Hà Nội chỉ từ 299k tại Best Buy ngay hôm nay? Trong quá trình đặt vé, nếu cần được hỗ trợ bất kỳ thông tin nào, bạn vui lòng liên hệ Best Buy qua tổng đài 1900 2605 để được tư vấn nhanh chóng nhất. Chúc bạn có những trải nghiệm thật đáng nhớ tại thủ đô Hà Nội nhé!